đi. Bố, buông ra. Tụi mày buông tao ra. Lũ khốn nạn. Đi bỏ lên. Buông ra. Đi. Buông ra. Đi bỏ. Buông ra. Đi. Buông ra. Đi bỏ lên. Lũ khốn. Lâm sầm quá. Đi. Lũ trời đánh thành đập. Đi vô. Đi. Buông tao ra. Đi vô hả. Buông. Xem lại coi. Buông ra. Nè. Ta định làm gì cô à? Ta sẽ cho tất cả người hầu trong phủ của ta chứng kiến cảnh ta lấy đời con gái của cô. Nè, đem rượu ra đây. Mạnh miệng lắm hay sao? Xin được duyệt kết minh và đăng ký kênh Phim TV. Nè, tắt đèn. Hôm nay ta sẽ uống rượu trên người của cô. Châu Hoa, Châu Hoa, Châu Hoa. Châu Hoa đây. Làm ơn Châu Hoa. Tránh đường. Nhanh nhanh giùm tôi đi anh ơi. Tránh đường giùm, tránh đường giùm đi. Tránh ra giùm được không? Cho qua đi. Cô Kim à, cô Kim. Kim, Kim ơi. Của tao. Trời ơi, thiệt tình à. Mau lên, đứa nào la âm sầm trước phủ của ta vậy? Có
dừng lại chưa? Cô Kim, dám làm gì em tôi hả? Ê, ai vậy? Nè, đừng mà, đừng, đừng mà. Thiện ơi. Thiện ơi. Thằng kia. Nè, đừng mà. Đừng mà. Thiện ơi. Đừng mà. Thiện ơi. Cháy rồi. Tụi mày còn đứng đó làm cái gì nữa? Mau đem nước tới dập lửa đi. Nhanh. Cháy rồi. Ôi trời ơi, dập đi. Dập lửa đi. Trời ơi. Nè Kim, bộ cô tính thiêu sống ta luôn hay sao vậy? Còn hãy đợi đó, ta sẽ tống cô vào nhà giam. Cô Kim à, đừng mà. Cô Kim, đừng. Mình tính lại đi mà. Mình tính lại đi. Đừng làm lớn chuyện thêm nữa mà. Buông ra. Con gái đã rén. Ông đứng đó làm cái gì? Mà bắt giữ con nhỏ đó lại đi. Kim ơi, dừng lại. Thôi đi. Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi ngài. Dù sao ngài cũng xong việc với nhỏ Thiên. Bây giờ tôi phải đưa nó về. Nhưng ta mới chỉ ấy được có một lần thôi, không có xứng với 10 chăn tiền ta bỏ ra. Ngài đã có được tất cả những gì ngài muốn rồi. Đi về. Tôi căm thù bà. Nè, làm như vậy là ăn gian rồi. Ê, nè, ông chủ. Nè, ta chưa xong mà. Giờ muốn sao đây? Ra Ti à? Đừng đụng vô tôi. Tại ngài ơi, tất cả là do ngài. Ngài chưa bao giờ giúp được gì cho tôi cả. Tại ngài. Tại sao ngài chưa bao giờ giúp tôi hả? Sao ngài không làm gì bọn họ đi? Tôi ghét ngài. Mày tính bỏ trốn hả? Bà chủ ơi, có chuyện gì thằng chay không có ở trong phòng? Tụi đàn em đó cũng đã mất tiêu luôn rồi. Mấy người là ai? Tại sao lại cản đường chúng tôi? Mấy cô là nô lệ, không có quyền bỏ trốn.
mấy cô đang vi phạm luật lệ. Tụi tôi muốn biết bí mật của mẹ ra tiên. Vậy thì cho tôi tát các cô cho hả dạ trước, rồi tôi sẽ nói cho. Bí mật của bà chị Ra Ti, tôi không hề biết. Trời ơi, cái bà già này. Nghe chị. Thôi bồ tát. Nhưng mà nếu các cô muốn biết thì vô lục lọi trong phòng của chị đi. Chị Ra Ti rất thích cất đồ quan trọng ở trong phòng. Mấy năm trước tôi có thấy, mà tôi cũng chắc chắn chị ta vẫn cất giữ nó. Tìm đi. Chúng tôi không phải nô lệ của ai cả. Là ai sai mấy người tới? Tôi tới rồi nè cậu. Trà Anh. Xử hết tụi nó đi. Cẩn thận đại cơ. Đại cơ. Có tìm thấy thứ gì khả nghi không hả? Giấy gì vậy? Hả? Chắc là phiếu bén oan đó chị à. Nhưng mà em không chắc là của ai nữa. Để em đánh dần cái đã. Phim được dịch chủ này đọc là Ra Ti tại phim TV. Mày đừng ngắt. Thằng Trai. Anh Trai. Là thằng Trai. Đi. Nè, xảy ra chuyện gì vậy? Mau, mau đưa tôi lên nhà đi. Đi, 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 đi. Mau lên, mau lên. Đứng lên. Phụ phá gia cha ra. Cái thằng xấu quắc này là em của thằng Chay mà bà chủ. Đúng là nó rồi. Vậy còn thằng Chay đâu mất tiêu rồi? Còn tụi nhỏ Kim nữa, tụi nó biến đâu mất rồi. À.
chủ. Dạ ông chủ ơi, tối nay nhỏ Kim không hề dẫn nhỏ Botan với nhỏ Thiên bỏ trốn. Tôi dẫn người đuổi theo dây bắt tụi nó, nên mới biết cái kẻ đi cùng với nhỏ Kim chính là ngày cưa với thằng Nát đó ông chủ. Chuyện lá thư gửi sư thầy là tin giả hay sao? Ê, hai đứa tụi bay vô đây, rồi đứa nào gác ngoài cổng hả? Mẹ, đi mau, mau theo tôi về kiếm viện nghe. Nhanh đi, lẹ lên đi. Đi mau, bên này. Nè nhỏ Kim, tôi kêu các cô bỏ trốn, sao không chịu bỏ trốn? Còn đi kiếm chuyện đi chuốc quả vào thân làm gì hả? Nhưng mà nếu tôi bỏ trốn thì làm sao mà tôi biết được ai chính là người ngăn cản chúng tôi rời khỏi kỷ viện Bột Pha Chát này hả mẹ? Marathi là chủ nhân của cô Kim với lại các kỳ nữ ở Bột Pha Chát. Tại sao Marathi lại muốn cô Kim chạy trốn chứ? Rồi tại sao ngài Phraya Charan phải sai người đi ngăn cản? Nè Kim, chị Kim. Kim ơi Thiên, em tìm thấy giấy bán nô lệ trong phòng mẹ nè, ngài đọc giùm đi. Mau đưa cho tôi, đưa đây mẹ, đưa đây mau, đưa cho tôi. Nè mẹ, đưa đây mẹ, đưa đây, buông ra không được. Đưa cho tôi, buông ra, buông ra, buông ra, làm đưa đây, đưa đây, buông ra nè, đưa cho mẹ. Tôi mẹ, mẹ, đưa đây, đây. Không được mẹ, đưa đây, không được coi mà, buông ra, buông ra, không được. Ngài cưa, đây là chuyện riêng của một pha chát, mẹ không có quyền xen vô. Đọc đi, đọc giùm đi. Ngài cưa, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Tại sao tờ giấy bán nô lệ này lại có tên và chữ ký ghi rõ rằng bà ta tuy là nô lệ? Đừng, đừng mà ngài cưa, đừng. Mẹ là nô lệ của ai hả ngài cưa? Bà ra tuy là nô lệ của ta. Phá gia cha đa. Phá gia cha đa. Vậy ra kỹ chuyện Bột Pha Chát này, rồi toàn bộ kỹ nữ ở đây đều là nô lệ của ngài hả? Phải. Cái kỹ viện này là của ta. Bây giờ các ngươi khôn hồn thì cút khỏi kỹ viện của ta, để ta còn xử lý trừng phạt con nô lệ xấu xa dám phản ta. Bắt tất cả lại. Không được. Đừng mà. Đừng mà. Không được. Đừng mà. Đừng. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng mà. Đừng. Phó giờ cho rồi. Cậu cưa. Cậu là con trai của Luân Pa Điền. Phải biết rõ cái gì nên làm và cái gì không chứ cậu. Đừng có lấy danh tiếng của dòng họ đánh độ với mấy đứa kỹ nữ thấp hèn, đâu có đáng đâu. Không đáng chút nào. Thôi đi về nhà trước đi. Đi về nhà đi. Đi thôi cậu chủ.
Bà chủ. Mẹ. Bà chủ. Mẹ. Mẹ. Bà chủ. Mẹ. 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 Cô sai rồi Kim, quá sai rồi. Khi dám thách thức quyền lực của ta. Nếu tôi mà không làm vậy thì làm sao tôi biết được ngài mới chính là chủ nhân của kỷ viện? Ngài đã sử dụng mẹ ra tiền như con rối, lừa gạt chúng tôi kiếm tiền cho ngài. Cũng tại mấy người ngu ngốc thôi. Đúng là tại tụi tôi ngu thiệt. Phim được dịch, thuyết tụi tôi không biết đọc chữ tại phim TV. Không đọc ra trên giấy tờ bán nô lệ ghi rõ ràng từng chữ một, ngài chính là chủ nhân của tất cả kỹ nữ chứ không phải là mẹ Rati. Mọi người phải nhớ cho thật kỹ, có cơ hội phải đi học cho đàng hoàng. Mình mà biết đọc biết viết rồi thì mình sẽ không bị qua mặt, không bị ức hiếp như vậy nữa. Cho dù mấy người có biết đọc biết viết đi chăng nữa thì hai chữ kỹ nữ cũng theo mấy người tới lúc lìa đời mà thôi. Chồng của cô sẽ bị gọi là chồng kỹ nữ. Còn cô, lớn lên cũng bị người ta nói vô mặt là đồ con của kỹ nữ. Mấy người liệu hồn thì nhớ cho kỹ nghe. Mấy người là nô lệ của ta đó. Mẹ. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Kể từ bây giờ, con Rati sẽ chỉ là một con hầu nữ, lo nấu cơm, giặt quần áo cho toàn bộ kỹ nữ mà thôi. Còn cô phải trông coi cái kỹ viện để cho ta. Kim. Mẹ, phải chi mà mẹ chịu nói trước. Thiệt ra ông cha Ranh mới là chủ nhân của kỹ nữ kỹ viện Bập Pha Chách, thì tụi tôi đâu có ngu để nhảy múa kiếm tiền cho ổng. Cái đó đã là thỏa thuận giữa tôi và ông ta rồi. Tôi phải chịu làm con rối cho ổng. Đổi lại chuyện đó tôi sẽ được làm. Được làm cái gì chứ? Được trông coi cái kỹ viện này. Nói sao tôi cũng không hiểu nổi. Mẹ có cả đống tiền chia mà. Mẹ cũng đâu phải nô lệ cha truyền con nối giống chúng tôi. Mắc mớ gì mẹ không chuộc mình khỏi thân phận nô lệ của Rá Gia Cha Ra cho khỏe. Mẹ ở lại được lợi ích gì chứ mà ở? Mấy người tài giỏi như mẹ tự mình mở kỹ viện, tự mình quản lý là được mà. Phim được dịch, thuyết hay là mẹ có lý do khó nói. TV. Có chuyện gì thì mẹ cứ kể cho chúng tôi nghe đi. Mẹ đã nuôi ba người chúng tôi khôn lớn, dù như thế nào chúng tôi cũng sẽ đứng về phía mẹ mà. Thôi mấy cô bấm nút biến đi. Mẹ, lượn đi giùm đi cho đẹp trời. Gì ơi, mấy cô hỏi tới hỏi lui làm cái gì chứ? Bộ mấy cô không thấy bữa nay bà chủ bị đánh tới thương tích đầy mình cần chữa lành hay sao? Ở đó hỏi này hỏi nọ muốn bà chủ sớm giảng sanh hay sao hả? Đi đi. Lỗ tai cây thấy gì vậy? Cảm ơn bà nha. Sao giờ này mà mấy cô kia còn chưa chịu đi ngủ nữa chứ? Chắc mấy cô đang suy nghĩ lo lắng chuyện mà hồi nãy Chanh ra tuyên bố.
cho cô làm bà chủ kỹ viện này. Đây là chỗ ở, chỗ kiếm tiền sinh sống của mấy cổ. Trước giờ toàn là mẹ ra ti trông coi lo lắng. Chắc mấy cổ không tin tưởng cô, sợ cô không lo được cuộc sống cho mấy cổ. Bộ chỉ tính làm bà chủ của kỹ viện này thiệt hả chị Kim? Chủ ra ti kỹ viện Bập Pha Chát, hôm nay sẽ trao lại vị trí bà chủ kỹ viện cho người mới. Cổ sẽ trông coi kỹ viện, đem lại niềm vui cho các vị đây. Người mà tôi đang nhắc tới chính là bà chủ Kim. Tôi xin hứa, tôi sẽ trông coi kỹ viện Bập Pha Chát này, đem lại nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc cho tất cả mọi người ở đây. Đưa Bập Pha Chát trở thành thanh lâu số 1 của khu phố Sâm Phanh. Tôi nghĩ sắp tới tôi không đi Trung Quốc với ngài được nữa. Bây giờ tôi đã là bà chủ của kỹ viện Bập Pha Chát rồi. Tôi có nghĩa vụ cần phải làm. Còn ước mơ của cô thì sao? Ước mơ đâu có làm cho người ta no bụng được chứ. Chỉ có làm kỹ nữ thì tôi mới có tiền mua cơm, mua thuốc, mua nhiều quần áo đẹp, và có cả chỗ ăn cho ở an toàn nữa. Thiệt ra cuộc đời của con người cũng chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi. Tôi không tin cô dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình. Tôi không nhận lại đâu. Tôi không có thời gian mơ mộng hão huyền. Tôi sinh ra ở kỹ viện Bập Pha Chát, có chết thì tôi cũng sẽ chết ở đây. Xin ngài làm ơn hãy quên tôi đi. Tôi cũng sẽ cố gắng để quên ngài. Không được, Kim à. Cô đang suy tính làm gì đó đúng không? Cô mau nói đi, tôi luôn sẵn sàng giúp cho cô mà. Nếu đụng vô người bà chủ kỹ viện Bập Pha Chát, phải mất tiền đó thưa ngài. Ngài đừng làm như vậy nữa. Kim à, Kim à, Kim à, đứng lại. Kim à, đứng lại đi. Kim à, Kim à, Kim, Kim à, Kim à. Ngày cưa,
Cô phải nói chuyện với tôi cho rõ ràng đi. Nhưng mà tôi không còn gì để nói với ngài nữa. Buông không ra buông. Tôi nói buông ra mà. Mày biết mày đừng chết. Cậu chủ, đừng mà. Đừng mà cậu chủ. Đừng mà. Biến. Đừng mà cậu. Chay à? Dạ. Treo bản thông báo đi. Dạ rõ. Biến đi. Kim à? Cậu chủ, đừng mà cậu. Kim. Đừng mà. Đi. Cắm vào. Nè, tiền của tôi nè. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Hè, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Không biết còn chỗ đẹp không ha? Thì đó. Phần tiếp theo của chương trình, quý vị sẽ được thưởng thức màn trình diễn ca múa đặc sắc nổi tiếng khắp vùng Ranakhon. Xin mời các mỹ nữ kỹ diện Bupfachat, kỹ diện nổi tiếng nhất của phố Samphen. Xin một tràng vỗ tay thật lớn cho bà chủ Kim. Trời xanh bao la, anh vẫn thấy em đẹp. Tình yêu làm em rực rỡ, giữa đêm dài tăm tối. Em như cánh hoa bằng cỏ, lung linh cùng gió cuốn. Giữa mưa ngập ngừng bước, dù em không an lòng, chỉ cần nhìn đến cây nắng. Trati à, ta nghe nói bà với Di Khen bị bán cho Khuna Rong sao? Nè, bà cứ chuộc thân mình ra trước đi rồi tính. Bà không phải là con của nô lệ, bà cũng có tiền mà. Nhưng tôi không có ích kỷ như ngài được. Nếu như bây giờ Kim, rồi Bô Tan và cả Thiên nữa vẫn bị người ta trói buộc làm kỹ nữ, thì tôi sẽ chấp nhận làm nô lệ để chăm, để chăm sóc cho tụi nó. Khoan đã, Trati. Trati. Ôi mẹ ơi, hình như đây là người đàn ông mà trước đây mẹ dành với bà Trati đó hả? Phải. Bây giờ tôi thấy mình thiệt may mắn quá, nên hồi đó không lấy cái người này làm chồng. Lỡ mà lấy, chắc tình cảnh của tôi giờ cũng thê thảm, không thua gì chị Trati đâu. Mang tiếng của chồng, không nhờ được cái gì. Có con, cũng phải giấu giếm bí mật đồ. Nè, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, cô không nghe hả? Tôi nói cả trăm cả ngàn lần, hồi đó tôi uống thuốc rồi mà. Chị, làm ơn đừng có dối trá nữa. Có ngon thì trả lời cho Kim biết đi. Cái nhau thai mà chị mang theo bên mình là nhau thai của chó hay mèo hả? Cái con này. Dừng lại Thấp Thêm. Chuyện đó qua lâu rồi, ai cũng già có tuổi hết rồi. Buông bỏ đi. Kêu tôi buông bỏ? Buông bỏ với im lặng bỏ mặt vợ của mình, bị người ta kéo nhau làm nhục rồi chà đạp. Hình như có hơi giống nhau ha. Hãy nhìn hậu quả của mình đi. Tệ hại tới mức nào không thấy hay sao? Nhìn thấy mà ghét. Phim được dịch Thuyết Minh và lồng tiếng tại Phim TV. Tình yêu là em rực rỡ, giữa đêm dài tăm tối. Em như cánh hoa bằng, em như cánh hoa lung linh cũng gió cuốn. Những câu ca ngọt ngào giữ lấy bao kỳ đêm giữa trời xanh bao la.
trời xanh bao la anh vẫn vẫn thấy anh đẹp. Tới lúc đó rồi bà chủ. Thiệt tình, phải công nhận bà chú Kim giỏi thiệt đó nghe. Tối đêm nay chắc ngài sẽ thu được cả trăm chăn chứ không ít đâu. Còn ngày khôn cũng sẽ có thiên trong tay của mình để ôm ấp cả ngày cả đêm. Lúc nào ngài chán muốn trả nó về kỷ diện bực phai chết, ta cũng sẵn lòng thu mua lại. Tới lúc đó giá bán của nó chắc rớt xuống chẳng còn mấy chăn tiền đâu. Thiệt tình, nhỏ kỹ nữ này nhìn sao cũng thấy rất vừa ý của ta. Từ lúc biết mùi đàn bà, phải thừa nhận ta chưa mê ai như nó. Ta đã tính rồi, ta sẽ lấy nó làm vợ, sinh ra vài đứa con trai, 3-4 đứa, thấy được không? Người đang đứng ở đó tên là Bun. Raja Charan mới kêu thêm. Phim được dịch, thuyết minh bữa nay tại phim TV. Chắc là ông ta đa nghi đề phòng kỹ hơn á. Hồi nãy bà chủ Kim có ra lệnh cho tôi đem rượu với thức ăn vô phục vụ cho ngài cha ra. Là bột thơm đó. Nến xông phòng, cách thực hiện cũng giống như nến tạo mùi thơm cho bánh bình thường, chỉ là cho nhiều hương liệu mùi thơm hơn. Có gỗ đàn hương, rồi trầm hương, chi dây hương, nhũ hương, tinh dầu đàn hương. Tinh dầu thơm trộn với sáp ong nguyên chất cho thật đều. Riêng loại nến xông phòng mà Kim sẽ đốt trong phòng Raja Charan nhất định phải có thêm thành phần đặc biệt mua từ chợ Kim Biên, có phải không bà chủ? Khói độc từ trúc đào sẽ làm cho Raja Charan mất sức, yếu dần và ngất xỉu. Như vậy thì Kim mới có thể ra tay. Cuối cùng ổng sẽ phải ra đi. Bỏ tiền đây hả? Vô đi, vô đi. Công nhận nha, bỏ tiền vô dễ sợ. Cảm ơn nghe. Hay quá à. Sắp tới tiết mục tiếp theo rồi. Đây nè. Tiết mục tiếp theo chắc cũng hay lắm. Mấy cô phải ráng hết sức để nhảy, lắc hết cỡ luôn, nghe rõ chưa? Kỷ diện Mani Charan không được phép thua bụp pha chát. Cô hiểu chưa? Dạ. Dạ, dạ. Người đâu? Yeah. Lên nào. Đêm nay
những hận thù giữa ngài và tôi sẽ kết thúc. Xin phép ngài ta đi trước đây, Tử Nhi. Ngài cho chay đếm tiền rồi bỏ vào trong rương. Mỗi rương 100 chăn. Bây giờ chay khiêng tiền qua như vậy, chứng tỏ tiền thu về đủ 100 chăn rồi đúng không ngài? Phải đó. Hiện giờ dân chúng vẫn đang kéo nhau tới xem màn trình diễn của kỷ diện Bộc Pha Chát. Phía kỷ diện Mani Charan cũng rất đông. Theo tôi thì mình sẽ thu được không ít hơn 50 chăn nữa bà chủ. Cô rất giỏi Kim mà. Ta có lời khen cô. Cô rất là giỏi. Đi. Hai ta cùng đi ăn mừng nào. Nè. Phòng nghỉ bên đó là nơi riêng tư của Raja Charan. Raja Charan chưa cho phép. Mấy người không được phép vô đó đâu. Nè. Nói không hiểu sao? Không được quấy rầy mà. Buổi biểu diễn đêm nay đã kiếm đủ 100 chăn như ngài mong muốn rồi. Ngài làm ơn làm phước thả Thiên và Botan đi được không? Cái chuyện này để mai rồi hãy nói cho kỹ. Hai người có thể ra ngoài được rồi. Ta phải trao phần thưởng cho Kim đã. Đi đi ra ngoài đi. Đã làm gì đó? Mấy người muốn đi đâu thì đi đi. Chỗ này để tôi với anh Buôn canh cho. Đi đi. Mẹ, chị Kim đâu rồi mẹ? Mẹ đừng có nói. Mẹ để chị Kim ở trỏng một mình với Raja Charan nha. Bây giờ Kim nó phải ở trỏng để phục vụ ổng mà. Hay là mình kéo nhau tới cửa phòng đó chờ đi mẹ. Lỡ như có chuyện gì, mình còn cứu cổ kịp. Ừ, ừ, trời ơi, con nhỏ này. Con nhỏ này, cô đem theo dao làm gì vậy? Thôi dì à, dì đừng có giấu giếm tụi tôi nữa. Tôi biết chuyện đêm nay Kim sẽ ra tay với ông Charan. Ừ, đừng có bậy. Im miệng đi. Bộ Kim định ra tay với Raja Charan thật sao? Ngày cưa. Từ từ cái đã. Ngày cưa, ngày muốn đi đâu vậy? Không đời nào tôi để Kim làm mấy chuyện nguy hiểm này. Lỡ bị bắt đi tù thì làm sao? Trời ơi, ông nội ơi, tự nhiên ngài đi nghe Bô Tan làm gì? Cổ nói lung tung, làm gì có chuyện đó. Ơi, dì Khen, không cần cản. Chê đang đứng canh ở trước cửa phòng. Nếu bây giờ mà ngài thực sự muốn giúp đỡ cho Kim, vậy tôi sẽ dẫn ngài đi. Nhưng mà mọi người cần phải làm theo những gì tôi nói mới được. Làm cái gì mẹ? Thank you.
Phim được dịch tại sao tối đêm nay cơ thể của cô lại thơm quá vậy? Rất đúng ý của ta. Trước giờ cơ thể của tôi cũng đã thơm rồi mà. Nhưng mà cũng có thể ngài ngửi thấy mùi thơm từ trầm hương đặc biệt này đó. Nóng cả người rồi. Đêm nay sẽ là đêm nồng của chúng ta. Thỏa khát cao bằng vị ngọt đầy đắm say. Cơ thể sẽ nóng lên. Ngài hãy mau chóng thư giãn nhé. Chìm đắm cơ thể trong nhiệt tình, giải cơn say. Cô phải dụ dỗ ổng hít một chút nào vô cơ thể cho bằng được, trước khi chất độc ngấm vào cơ thể cô. Tại sao đêm nay cô lại nóng bỏng hơn hẳn những đêm trước đây vậy? Cô làm cho ta hưng hực rồi đó. Nến xong phòng được sử dụng như lá bài cuối cùng. Lúc cô bỏ tay, bột từ chất độc trúc đào trộn đều trong nến xong phòng. Hễ gặp lửa, chất độc càng mạnh hơn. Ủa, hai người còn tới làm gì nữa vậy? Raja Charan dặn không được cho ai tới làm phiền mà. Bà chủ Kim kêu tụi tôi đem bột trầm hương tới đây cho cổ á, nhưng mà tôi quên mất, bây giờ mới nhớ đem tới. Nè, bột trầm hương của tụi tôi tự làm đó, đảm bảo thơm nức mũi, không tin ngửi là biết liền. Đừng có nhiều chuyện nữa, cứ đưa cho tôi đi, để tôi tự đem lên cho. Đúng rồi. Có tiếng động gì vậy? Thằng Chi, ngài đừng quan tâm tới chuyện khác. Đêm nay tôi sẽ làm cho ngài lên thiên đường.
Ran. Thiên ơi, Thiên. Mau. Mẹ, chị Kim đang ở phòng nào? Dẫn tụi tôi đi mau. Đi. Nè, đi. Nhỏ thôi. Cô chuyện gì? Cô đã làm gì ta vậy? Cái cô xấu xa đây. Vô đi, nhanh lên. Chị Kim, Kim ơi. Bà Trà Ti à? Mẹ. Bà Trà Ti. Đào Vân, mở cửa ra đi. Nè. Bà Trà Ti. Mẹ. Mở cửa ra. Bà Trà Ti à? Mẹ, mở cửa. Con này đúng là đuổi ông tay áo mà. Thiên ơi, tiếng súng. Thiên ơi, là tiếng súng đó. Ngày cưa, ngày lại ơn cứu chị Kim với. Đồ khốn. Tật khốn. Chị Khê. Để thằng quỷ già đó tôi xử cho. Tôi nhịn nó từ tập 1 tới giờ rồi. Mày gì nữa ơi. Chị Khê. Chị Khê. Đi thôi mẹ. Chị Khê mẹ ơi. Tiếng gì vậy ta? Mấy người có nghe thấy không? Dạ là tiếng súng. Hình như là ở phía bên kia. Phim được dịch Thuyết Minh và Lồng Tiếng tại Trang TV. Răng lên đi Kim. Đi kiếm chỗ trốn trước đã. Không sao đâu, cô đã chịu đựng nha. Răng lên. Ông chủ. Tao chưa có chết. Mày tưởng tao hết dài hả mày? Khốn nạn này. Giao bà Ra Ti. Ông chủ tính đổ hết mọi tội lỗi cho bà Ra Ti, có đúng không vậy? Cả mày nữa. Bà Ra Ti. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nhanh lên, kêu người của mình khiêng tiền về phủ cất đi. Lập tức đưa ta tới nhà thương. Nhanh lên. Ông chủ. Kim ơi Kim. Trời ơi, bây giờ làm sao đây ngày cưa? Thiên ơi, là máu. Cô máu.
Dì ơi. Dì. 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 Dì ơi. Dì ơi. Đừng dì mà. Dì ơi. Dì sao vậy nè. Dì. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi đừng bỏ con mà. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Trần. Họ là đại diện Bhutan và Thiên. Cảnh sát chỉ khen cẩn thận. Đi mà. Đi. Mình mau chóng tìm Kim và Rao Thiên cho bằng được đi. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Dì ơi. Chuyện gì lộn xộn vậy hả? Thiên đang ở đâu? Ở đây hả? Cô nàng xinh đẹp. Nè, tụi bay nhìn cho rõ đi. Rá Gia Cha Ranh bán Thiên cho tao 100 chăn. Đêm nay cô ấy phải về phủ của ta thôi. Không bao giờ tôi để cho kẻ biến thái như ngài có được em gái của tôi đâu. Chị ơi. Nếu cô không muốn con bóng này bị mất cái đầu, hoặc là không cần phải tốn tiền đi cắt, thì giao nộp Thiên cho ta. Tôi không đi, đồ xấu xa. Thiên à, khỏi cần la hét. Nhà nước có luật pháp đàng hoàng, người ta muốn tiêu diệt anh, cứ tự nhiên đi. Đừng có mà mạnh mẽ. Đừng mà. Cái đồ lưỡng tính kia. Dù ta có tiêu diệt hết mấy người, cũng như tiêu diệt một con chó hoang bên đường vậy thôi. Có khi dân chúng còn phải cảm kích ta không hết nữa kìa. Dù loạn giới tính nhưng anh vẫn là con người, thậm chí còn tốt hơn ngài gấp nhiều lần. Đồ khốn, mà bỏ cái kiếm đó xuống đi. Anh ra anh mà có bệnh hệ gì, tôi sẽ kiện lên chính quyền. Ba ngày ba mặt mà ngài lộng quyền ý thế, chèn ép ức hiếp người dân. Sợ quá. Cái đồ ngu. Để ta nói cho cô nghe chuyện này. Dù bây giờ ta có tiêu diệt cái thằng đen thui này trước mặt mấy người, hay trước mặt kỹ nữ và Sam Pen, cũng không có ai bắt lỗi bắt phải ta hết. Muốn biết sao không? Vì luật pháp ở đây không cho phép kỹ nữ mấy người làm nhân chứng ở tòa án. Không có ai nghe lời của mấy người hết đâu. Đồ ngu. Bây giờ biết điều thì mau giao Thiên ra đây. Tôi không biết. Cái đám kỹ nữ này, bắt con nhỏ Thiên cho tao. Mấy người muốn làm gì hả? Dạ. Mấy người muốn làm gì? Đừng mày. Mấy người muốn làm gì? Mấy người muốn làm gì? Bỏ ra. Thiên. Bỏ ra. Buông ra. Thiên ơi Thiên. Thiên ơi. Cút đi. Thiên ơi. Cút đi. Cậu biết dễ vô không? Thiên ơi. Mấy người muốn làm gì? Đi. Thiên ơi. Thiên ơi. Đi. Mau lên. Mau lên. Đi. Tôi dẫn cô tới nhà thương khám. Ráng lên. Nổi không? Nổi không? Không sao đâu. Không sao đâu mà. Ráng lên. Là Kim. Kim ơi. Nổi không? Trà Kim. Tì, Kim. Rốt cuộc Kim gặp chuyện gì vậy? Nghe lời ơn giúp chúng tôi chứ. Phá gia chạy ra tấn công tôi và mẹ. Giờ chúng tôi thì cũng không biết gì gì khen còn sống hay không nữa. Cô không cần cầu xin người khác giúp đỡ đâu Kim. Đám quan lại trước giờ không ai chịu giúp đỡ cho mình hết. Tự mình phải cứu lấy bản thân mình thôi. Tôi chịu hết nổi rồi. Từ từ đã Kim à. Ráng lên. Cô nhai cái này đi ha. Nhai cái này nè. Lá này sẽ giải chất độc trong cơ thể cô đó. Mau nhai đi. Nuốt đi Kim. Nuốt xuống hết đi Kim. Nuốt đi, ráng lên. Kim ơi. Nếu đêm nay tôi không còn sống nữa. Cô đừng có nói gỡ mà, đừng có nói nữa. Nhờ mẹ chăm sóc Thiên giùm tôi. Em gái của tôi nó không muốn làm kỹ nữa. Nó muốn được làm bác sĩ. Tôi muốn nó được toàn nguyện. Không bao giờ tôi để cô ra đi ở đây. Cô nghe rõ chưa?
Để lệnh vết thương đã. Cô sẽ không sao đâu. Cô nhất định sẽ không sao đâu. Mỗi lần Thiên nó bỏ trốn khỏi kỷ diện, rồi mẹ đánh nó. Tôi từng hỏi mẹ là, không lẽ chưa bao giờ mẹ yêu thương chúng tôi sao? Mẹ toàn nói mẹ coi chúng tôi như món hàng thôi. Nhưng bây giờ tôi đã biết điều đó không đúng. Những việc mẹ làm cho chúng tôi đã hiểu rồi. Mẹ nuôi hai chị em tôi từ nhỏ, tôi sẽ không để mẹ phải ra đi như vậy. Con nhỏ này. Nhưng mẹ nhớ đừng có quên lời hứa với tôi nha. Nếu như tôi sống sót qua đêm nay, mẹ phải kể chuyện nhau thai cho tôi nghe đó. Mẹ phải kể chuyện nhau thai cho tôi nghe. Tỉnh lại đi Kim. Con phải tỉnh lại thì tôi mới kể con nghe chứ. Kim ơi Kim. Con nghe không Kim? Kim à. Kim ơi. Kim ơi. Tỉnh lại đi Kim. Đi nhà thương thôi. Cho tin. Mau. Đưa nó đi nhà thương đi. Mau lên. Kim ơi. Nâng người lên. Lập ơi. Lập ơi. Nâng người lên nữa. Kim ơi. Kim ơi. Bỏ ra. Vũ Trọng. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ ra. Vũ. Bỏ ra. Con nghe cho rõ đi. Nghe cho kỹ đi. Giờ cô là người của ta rồi. Ta muốn đối xử với cô như thế nào cũng được. Ngày cơ. Ngày cơ đã nói chính quyền đưa ra luật cấm mua bán nô lệ. Ai dám mua bán nô lệ sẽ bị phạt số tiền rất là lớn. Chính quyền chỉ cấm mua bán nô lệ tuổi đời từ 20 tuổi trở lên thôi. Cô còn chưa đủ tuổi mà. Ta mua cô từ tay của Phra Gia Cha Ran là đúng theo luật pháp rồi. Ngoan ngoãn đi cô bé. Bỏ ra. Vô đi. Bỏ ra. Vô. Có gì đâu mà sợ dữ vậy cưng. Không có sợ. Nghe nói cô thích đi học lắm đúng không? Ta đã chuẩn bị sẵn cho cô học ở đây rồi. Mở mắt ra coi đi. Đây nè, đây nè. Thấy chưa, thấy chưa? Phòng này sẽ là phòng học đó. Bản thân ta, ta sẽ làm thầy dạy cho cô học. Ta sẽ dạy cô tất cả bài học ở đây. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bài này hay lắm đó. Phải coi cái này ha. Coi đi. Cái này là sách cổ đó. Theo ghi chép trong sách này, nữ nhân có đầu ngực đỏ như son, điểm kích thích sẽ ở đùi. Được cho ta coi ha. Được ta coi thử đi. Điểm kích thích của cô ở đâu ha? Ở đâu? Thiên. Để ta coi thử. Thiên à. Thiên à. Thiên ơi. Thiên. Ê, tụi bay mau vô phụ tao chút coi. Đêm đó ra ti với nhỏ Kim cố tình dùng bột độc để mà sát hại ta. Thằng Chay với bà Di khen rất trung thành với ta, ráng hết sức để mà cứu mạng ta. Nhưng mà cuối cùng, thằng Chay với bà Di khen cũng bị bà Ra Ti đâm mất mạng. Mời ngài. Đi cẩn thận. Dạ. Ngài khuôn mạnh bạo với nhỏ Thiên tới mức đã bị bất tỉnh luôn hả? Ban đầu ta cứ nghĩ là nó đang cố tình ăn dạ. Nhưng cũng mấy ngày rồi nên gọi bác sĩ tới khám thử coi sao. Tình hình thế nào rồi bác sĩ? Rốt cuộc nó bị cái gì? Lý do cô gái này bất tỉnh là do cổ đã có em bé. Có em bé à?
Ý là mang thai, bác sĩ, đúng không? Đúng vậy. Từ cái hôm đó, hôm ngày Khôn đấu giá được nó, con nhỏ Thiên này không hề ngủ với bất kỳ người đàn ông nào hết. Vậy, như vậy có nghĩa là ta mua mẹ mà còn được tặng thêm đứa con nữa. Ơi, con của ta. Nè, Thiên. Thiên, nè. Buông ra. Cô bị điên à? Nè. Buông ra. Cái gì vậy? Thiên. Dừng lại đi Thiên. Dừng lại. Dừng lại đi. Cô bị điên à? Buông ra. Nè, người đâu? Đem chị trói lại đây cho ta. Lại đây. Dính lên đi. Dính lên. Nè. Lại lại đi. Thiên. Nè, mau trói lại. Mi. Nè, đưa tay đây. Đưa tay đây. Trói tay chân nó lại. Đừng để nó làm hại đứa bé. Nếu là con của ta, ta sẽ lại có thêm lực lượng. Nhưng không phải vì có con với kỹ nữ là sai trái sao? Cậu chỉ mới mang thai có vài tuần thôi. Ngài có muốn ta phá cái thai đó không? Cho cổ uống thuốc sổ, một ngày là ra thôi. Không cần đâu. Ngày Khôn đã mua đứt con nhỏ Thiên này rồi, có con với nhau cũng đâu có sao. Nhưng mà người có lỗi chính là người có con với kỹ nữ mà còn chấp nhận để vợ tiếp tục làm kỹ nữ kìa. Đội tuần tra. Ngày mai cháu Rajaniti sẽ bắt đầu tiến hành điều tra sự cố xảy ra ở Wat Mai Dai Phen. Cháu Rajasemrati là người có liên quan tới vụ án. Theo ta cảm thấy thì việc này thực sự không phù hợp khi để cho ngài và Ra Tuy gặp mặt nhau. Dù sao thì con Ra Tuy và con Kim nó vẫn là nô lệ của ta mà. Ta đến gặp bọn nó cũng chỉ để nói chuyện mà thôi. Nếu như không tin tưởng thì ngài nghe bọn ta nói chuyện cũng được mà. Bởi vì giữa ta và ngài Khun Phra đây không có gì gọi là bí mật hết, không phải hay sao? Ông thật sự xấu xa hơn là tôi nghĩ. Ông dám cho lời khai giả, khai tôi chính là người. Những gì mà ta đã nói nó hoàn toàn là sự thật hết. Và bà cũng phải thú nhận theo lời khai của ta. Không bao giờ đâu. Bà có chắc không vậy? Tôi chắc chắn. Khôn Phra, hãy nói cho Ra Tuy nghe thử đi. Nếu chủ nhân sát hại nô lệ tới cùng theo luật quy định, chủ nhân sẽ bị trừng phạt như thế nào? Luật pháp có quy định mức nặng nhất chính là đóng phạt 20 chăng. 20 chăng hả? Có 20 chăng tiền lẻ thôi. Ngươi đã biết chưa vậy? Cuộc đời nô lệ như ngươi không hề có chút giá trị gì cả. Và ta cũng không hề sợ tội gì hết. Nhưng lý do mà ta muốn ngươi phải thú tội là để thấy rằng lũ kỹ nữ như ngươi
phải sống dưới chân ta đến khi tắt thở mới thôi. Đồ khốn kiếp, xấu xa. Đồ khốn. Đồ khốn kiếp. Nếu bà không chịu nghe theo lệnh của ta, ta sẽ không đảm bảo đứa bé nằm trong bụng của nhỏ Thiên sẽ được sống sót an toàn. Đứa bé trong bụng của Thiên hả? Thiên, nhỏ Thiên mang thai con của Khuynh Arong. Đồ khốn. Không, 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 không. Ông Đô Lao. Ừ. Khốn kiếp. Ông nghe thấy chưa? Ông đã nghe thấy chưa? Ha ha ha.